Đố các bạn chỉ dùng mắt thường và tiếng kêu của hai bạn Putty này và hãy chỉ ra được điểm khác nhau giữa bên trái và bên phải nhé. Đã tìm thấy điểm khác nhau chưa? Nếu chưa thì hãy coi video clip ngày hôm nay nhé. Xin chào các copy, xin chào các em đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Bubu nha. Ngày hôm nay không có kịp quay mặt và cũng không có kịp setup cho thật là chuẩn cái ánh sáng nữa, nên là chị quay bằng điện thoại. Nếu có sự gọi là không thoải mái nào thì cho chị thông cảm cho chị với nha. Bởi vì chị vừa mới gặp một cái chuyện rất là hoang mang và lạ kỳ luôn, nên chị phải chia sẻ ngay với các copy và các bạn đang coi kênh của chị. Thì các bạn đừng rời khỏi màn hình nha. Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay là cái chuyện kỳ lạ đó là chuyện gì. Đây, cái chuyện kỳ lạ đó liên quan đến cái bạn slime này. Thì cái bạn slime này là slime ông già và nó đang rất là hot dạo gần đây ở các shop trên Shopee cụ thể và trên Facebook nữa. Mọi người đang truy lùng cái bạn slime này dữ lắm. Tuy nhiên á, là mua ở nước ngoài rất là khó vì liên tục cháy hàng, mà về đến Việt Nam á, là cũng chỉ được một kiện khoảng 20-30 cái thôi. Thì đây, slime ông già chị em mình đã từng test ở các video kia trước. Nếu mà bạn nào chưa xem thì có thể xem nha. Nó cùng cái đợt với các bạn này là slime ông già đổi màu. Thì ba bạn slime này đang làm mưa làm gió. Còn bạn slime này là bạn slime không phải là slime, gọi là Putty mới đúng, nãy giờ gọi sai rồi. Putty trong suốt hay còn gọi là đất sét trong suốt theo cái cách gọi của chị em mình. Chị biết là đất sét trong suốt á, theo như các bạn hiểu biết hoặc là chị hiểu biết á, thì nó giống như là một cái hộp đất sét Daiso vậy á. Nhưng mà do ở Việt Nam đến giờ chị vẫn chưa thấy có ai mua được và chị cũng đã rất là cố gắng nhờ vả người quen mà cũng không được. Nên là thôi, vẫn cứ gọi bạn này là đất sét trong suốt đi ha. Thì đây, sáng nay chị có nhờ cái anh nhập hàng sĩ về cho chị á, vì chị không có quen đặt hàng online ở trên mạng và các cái trang web ở nước Mỹ, nên là chị đã phải đặt qua một cái anh bán hàng sĩ và chuyên đặt hàng order nước ngoài về. Thì chị nhận được cái gọi là cái đơn hàng này, thì chị đặt gồm có 30 hộp này, 30 hộp đơn hàng này. Và chị rất là mừng luôn, lý do là nợ nhiều quá rồi. Bán được mỗi một đợt bán có 10 hộp mà hết liền. Nên là mỗi khi mà hàng về là mừng kinh khủng, giống như là trời hạn trong mưa vậy đó cả nhà. Đó, thì lập tức mở ra và livestream cho cả nhà cùng coi. Thì dạo gần đây chị rất là hay livestream ở trên Facebook, nên là nếu bạn nào muốn xem thì cứ canh rồi khoảng trưa là chị sẽ có livestream đấy. Thì chị đã nhận được hai bạn này. Bạn này là còn ở trong kho, còn một hộp duy nhất chị tính giữ lại để chơi. Còn bạn này là mới nhập về. Thì khi mà livestream chị phát hiện ra một điều rất là kỳ lạ mà chị hoang mang vô cùng, nên chị quyết định là chị quay cái video này để hỏi ý kiến cả nhà. Rồi bây giờ không dài dòng nữa ha, đi vô trực tiếp luôn ha. Đây, cái hũ này là cái hũ chị vẫn còn ở nhà. Hũ này là hũ mới về chung với lại 30 anh em nữa. Thì khi mà chị quan sát á, chị thấy lạ. Không biết là cả nhà có thấy lạ giống như chị không? Chị sẽ im lặng trong vòng 15 phút. Không được, 15 phút dài quá. Im lặng trong vòng 15 giây để cho cả nhà quan sát. Hãy giúp chị tìm điểm khác nhau giữa hai bạn này. Cả nhà có thấy có gì khác nhau không? Nhìn kỹ nha, nhìn từng chi tiết một nha. Giống như kiểu game tìm điểm khác nhau vậy đó. Không biết hết 15 giây nữa, nhưng mà cái cá tính này nói nhiều im lặng không có được, cho nên thôi nói luôn. Thì cái này vốn là cái hiệu rất là nổi tiếng ở bên Mỹ về Putty. Đây, cái này là bạn slime đổi màu, Putty đổi màu. Và cái hiệu của nó là đây, lấy cái bút chỉ cho rõ, Crazy Geysers Thinking Putty. Bạn này là Heat Sensitive, là thay đổi màu theo nhiệt độ. Hôm bữa chị em mình test rồi đúng không? Và cái hiệu của bạn này là Crazy Geysers. Crazy này là cái chữ viết cách điệu từ chữ crazy là điên khùng á, đó, chắc là để nói đến ông bác học này. Đó, thì đây là hiệu Crazy Geezer nha. Đây, cái hộp này là hộp còn trong kho, cũng tên là Crazy Geezers Handgum. Và cũng có cái ông này, thì chắc là hai ông này là cùng một hãng. Nhưng khi qua đến bên đây là chữ CBA-Z Geezers Handgum. Vậy là xuất hiện thêm một cái hiệu nữa. Tức là cái hiệu này tuy nhìn giống cái hiệu này nhưng mà mà lại là hai hiệu khác nhau. Ủa cả nhà con hiểu chị nói gì không ta? Chị nói rối rắm quá. Nói chung là cái này là hiệu Crazy Geysers, còn hiệu này là CBA-Z Geezers Handgum. Đó, vậy là chúng ta đã có hai hiệu bán cái Putty trong suốt này. Chúng ta lại sưu tập thêm một cái hiệu nữa xuất hiện ở trên thị trường để có thể quyết định mua cái Putty trong suốt này. Thì rất là khó để phân biệt ha. Cái chữ này chữ R, cái chữ này chữ B. Giờ nè, để theo đúng chiều. Cả nhà thấy không? Chữ B này nó được cách điệu từ chữ R này. Đó, cái hãng này kỳ ghê chưa? Giống y luôn, làm sao mà người ta phân biệt. Muốn mua cái hãng này cũng khó nữa. Bây giờ đánh cái này vô trong Google không biết là có ra hay không. Chứ còn cái hiệu này là chị thấy khá là nhiều. Thì chắc chắn là đã xuất hiện thêm một cái hiệu nữa cũng sản xuất Putty ông già để cho chúng ta dễ lựa chọn. Nhìn về bên ngoài thì chị thấy nha, theo mắt cảm quan của chị thôi nha. Còn các bạn có phát hiện thêm chi tiết nào thì comment bên dưới cho chị. Ông già này với ông già này giống nhau. Liquid Glass này giống với cái chữ này luôn. CE giống nhau, cái này cũng giống, cái này cũng giống, giống hết trơn luôn. Gì cũng giống hết trơn á. Dưới đáy giống nhau. Này bạn đứng ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô nghiên cứu bên trong nha. Hai cái hãng này công nhận giống nhau thiệt chứ. Đó. Đây. Bên trong thì sẽ gồm có hai cái bịch nhỏ để siêu lại như thế này. Bên trong có Putty trong suốt và có thêm hai con mắt, một cái mũi như thế này. Ở đây cũng vậy, có Putty trong suốt đựng ở trong bịch, hai con mắt, một cái mũi. Đây, đóng lại để trên đây. Ôi trời ơi, bị lắc. Này, được chưa? Xét về độ cảm quan thì hai bạn này giống y như nhau, ngoại trừ cái chữ này nó có in bên ngoài bao bì là cẩn thận chú ý á, là có những cái phần nhỏ xíu không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi. Còn cái này thì không có warning. Khi mà mở cái hộp Crazy Geezer này ra, hộp slime đổi màu á, thì chị thấy có cái sự giống nhau. Đó là có cái warning nè. Nè bạn này bị đổi màu rồi nè, tay đụng vô cái là đổi màu. Đó, có chữ warning luôn. Vậy thì hai bạn này là cùng một hãng, còn bạn này là hãng khác. Hay đó ha, cùng một loại slime, cùng một loại Putty trong suốt nhưng có hai hãng cùng sản xuất, thấy lạ ha. Đó, còn cái này nữa. Bây giờ chị em mình sẽ nghiên cứu bên trong nha. Phẫu thuật. Giờ chị sẽ cắt. Đoạn này chị sẽ tua nhanh chứ chị không có cắt video nha. Chị cắt xong rồi, cắt bịch xong rồi thì đây là cái của ông già bên đây. Ông già có chữ Crazy, rất là trong, kéo mạnh thì sẽ đứt nhưng mà khá là dẻo. Có một hộp á thì bóp không có đã đâu nhưng mà vẫn ra tiếng nè, rất là dẻo luôn. Rồi bây giờ test bên đây nha. Cũng rất là dẻo và trong luôn. Về độ trong là như nhau á. Và cũng ra tiếng. Kéo nhanh thì cũng đứt á, nhưng mà mình kéo nhiều lần thì nó cũng sẽ ra được những cái sợi, nhìn giống như là sợi tơ á, nhỏ. Đây. Nếu mà xét ra hai bạn này đều có tạo nên tiếng kêu nha cả nhà. rất là hay luôn. Còn đây là loại đất sét Trung Quốc bữa chị em mình test nè, nó hay bị bở ra vậy lắm cả nhà. Đó. Thì bạn này khi kéo không có tạo ra được những cái sợi long lanh lóng lánh giống như thế kia, sợi giống như sợi tơ vậy đó, nó cứ vậy không à. Và các bạn bảo với chị là tại vì chị kéo ít quá, không phải đâu, cái kia kéo chừng cỡ 10-15 cái là ra hết trơn rồi, còn cái này là kéo thoải mái, bơ vẫn không có tiếng gì hết, nó giống như là một miếng silicon vậy đấy nè, không có tiếng gì hết luôn, cũng có mà ít lắm. Còn cái này nè, cái này là ông già số 1, kia là ông già số 2. Đó, cái chuyện kỳ lạ ngày hôm nay chị kể là giống như vậy á, là chị phát hiện ra được có hai hãng cùng sản xuất slime ông già. Vậy thì cả nhà hãy comment bên dưới cho chị biết là có nên trộn hai bạn này vô để mình coi có tạo thành được một cục bự hay không nha. Với lại là hai hãng này thì có gì khác nhau nữa không? Hay quá ha, giờ phát hiện ra thêm một hãng nữa rồi. Theo như chị thấy á, thì chất lượng nó như nhau, nó chỉ khác nhau cái về một cái chữ nhỏ xíu bên ngoài với bên trong thôi, còn các điểm khác nhau còn lại thì nhờ cả nhà nghiên cứu giùm chị nha. Đó. Chị cũng không có kết luận nào cho chuyện này là có cái nào hàng thật, có cái nào hàng giả hay không. Bởi vì đôi khi cái này là một cái hãng khác, người ta thấy cái bạn này hot quá cho nên là người ta cũng sản xuất theo. Tuy nhiên cái chuyện quan trọng nhất là chất lượng của hai bạn này là hoàn toàn giống như nhau, hoặc là bản thân chị chơi thì chị thấy giống y như nhau. Nên là tùy các bạn kiểm tra xem như thế nào nha. Chứ ở trong clip này là hoàn toàn chị không có cắt đi cái điểm nào hoặc là đổi cái gì hết trơn á. Thì các bạn cho chị biết ý kiến với nhé. Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Cá nhân chị thì chị nghĩ là có thêm một hãng nữa để chúng ta càng có slime chơi, càng có putty chơi thì càng tốt. Bởi vì cái hãng này hot quá, mua khó quá. Bây giờ có thêm một hãng nữa, chị em mình có thêm cơ hội để sở hữu cái bạn putty này. Nếu mà các bạn muốn mua thì có thể lên trên Shopee của chị và ring em ấy về nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Nguyên cả clip mình giờ vẫn chưa hết hoang mang. Thôi nhờ cả nhà giải đáp cho chị cái sự hoang mang này nhé.